Sáng cho hai con ra ngoài sân phơi nắng nè. Đó, rửa sân sạch sẽ hết rồi đó. Cho các con chơi chút nghe. Đi 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 à. Đi đi ơi. Ba nói thiệt là ba không có ở không tập cho tụi con nhiều luôn á. Bà tất bật suốt ngày luôn. Giặt đồ. Đây, thay giặt đồ cho nó nè. Phơi nè. Đó. Đây. Còn những 67 con mèo nữa. Còn 10, 10, 10, 14 con chó kia nữa. Mệt lắm con. Bà cố gắng hết sức rồi đó. Chơi đi, đi đi, đi đi con. Đứng lên con. Đứng lên nha. Đứng lên nha con. Đứng lên nha. Ô li ô li, tập tân. Tập tân tới bà nè, tập tân tới bà nè. Ra đây bà đi. Đây, 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 bà ơi. Này, coi mù kìa. À, Pitty mù đằng đẵng á, Pitty mù á, đó, đây. Pitty mù. Ba thứ nè, trời ơi, lớn tới rồi kìa, tội nghiệp không? Đây, đây, bà nè, bà nè. Ồ, gán hả con, gán hả? Ồ, con gán tập đi á, bà ơi. Gắn tập đi. Ôi, bớt được bài đó, bớt được bài đấy. Lấy bài đi, lấy bài đi. Tay bị mèo cắn tới nay còn sưng. Bị mèo cắn. Chết ngựa 4 lần rồi đó. Còn sưng cái tay. Ôi, người bố ơi, ẩm vô nghe, ẩm vô. Ẩm vô trường nghe con. Ẩm vô trường.